Ngày 22 tháng 1, Thành ủy Ung Bí đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Điền Công, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết số 06 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ xã Điền Công đã triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đề ra 16 chỉ tiêu và 4 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đi đôi với phát triển kinh tế xã hội. Trong năm xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã, giảm 10% số cán bộ công chức theo đề án 25. Kết quả thu ngân sách đạt cao so với dự toán thành phố giao, tăng 253%. Tổng diện tích gieo trồng tăng 37%, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được thực hiện theo chiều hướng tích cực, các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến rõ nét, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Trong năm, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư hệ thống vận chuyển than từ kho than Khe Ngát ra cảng điền công. Thực hiện thông báo kết luận số 530 TBTU của thành ủy, Đảng bộ xã Điền Công đã triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế liên quan đến các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và nhân dân. Cụ thể hóa văn bản của cấp trên, tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận sự cố gắng của Điền Công trong năm qua và khẳng định Điền Công là một xã có cơ sở hạ tầng thuận lợi cho xây dựng nông thôn mới, do đó Đảng bộ xã cần lãnh đạo chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, cùng với việc tiếp tục khắc phục các điểm yếu được nêu trong thông báo kết luận số 530. Mặt khác, xã cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án 25, nâng cao vai trò người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện, cần phân công phân nhiệm cụ thể đối với công tác quản lý trên các lĩnh vực tài nguyên môi trường, kiên quyết xử lý việc cấp phép nuôi trồng thủy sản ngoài đê và tình trạng xây dựng trái phép bên cạnh đó điển công cần khẩn trương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm đặc biệt là công tác cải cách hành chính đào tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập thực hiện tốt quy ước hương ước và văn minh nông thôn công tác vệ sinh môi trường